Hello anh chị em, chúc tất cả đại gia đình mình một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, tiền vô như nước nhé. Giờ anh em sẽ đắp hai màu đỏ với đen, hai màu này rất là thích luôn. Chúc toàn thể đại gia đình mình năm mới an khang thịnh vượng. Trong cái màu mà rất là hello anh chị em. Đó, hôm nay em sẽ làm màu black đỏ với đen. Anh chị nhìn nó có rõ không ạ? Rõ. Đầu tiên thì em sẽ đắp một đoạn đen trước ạ. Đen trước thì mình không cần quá dày đâu, mỏng thôi nhé. Anh chị làm sao tháp được chỗ này rất là mỏng này, cái điểm lối của nó này cực kỳ mỏng nhé, mỏng nhất có thể. Và khi ra đây mình vuốt ôm bột vào hai bên này, thật là ôm vào nhé. Đó, điểm sao cho cái bề mặt này của mình nhé, thật là mịn. Em thì vừa xong em lười, em không có rũa lại cái đầu ấy, nên mình sẽ phải ôm lại cái đầu này một chút xíu này. Và mình thử phản ứng nhé, thì mình đưa một cục màu đỏ lên, ít thôi. Cục đầu tiên thì mình đưa nó ít nữa, đặt ngay cái điểm lối này đã này. Rồi mình dàn bột sang hai cái bên này đi, nhẹ nhàng thôi, kéo nó xuống. Ôi, toang rồi. Màu này thì xác định rồi. Đó, cục đầu tiên thì mình lấy nó hơi có nhiều ấy. Rồi, cục thứ hai đưa lên thì mình lấy nó ít ạ, không cần phải nhiều quá đâu. Đầu tiên em lấy nó hơi có nhiều nhé. Nào, mình đưa nhẹ nó vào cái phần cuticle này một chút này. Nha, nãy là em phải vuốt nó sớm hơn thì cái độ bay của nó sẽ mượt hơn. Ok. Yeah. Màu đỏ đen này thì nó hơi có phức tạp một xíu thôi. Rồi, mình phủ cái clear lên một chút xíu nha anh chị nhé. Ngón đầu tiên này thì em hơi có lỗi, chắc chắn là lỗi hết rồi. Hello anh chị em. Anh chị em đầu xuân năm mới đã. Này cuối tuần có hốt bạc không ạ? Rồi. Chúc tay xuống mà mình vuốt chỗ này thật là mỏng nha anh chị nhé. Thật là mỏng thôi. Hai cái bên mình ôm vào một xíu này. Dài tay ra và thật là mỏng thôi. Cắt nó đi. Và form này thì mình sẽ ôm nó vào một chút xíu nhé. Nãy em lười, nãy em lười mà không có rũa trước. Thì mình làm lại mà. Rồi, mình sẽ ôm vào một chút xíu. Và bây giờ mình đưa một cái cục nhỏ thôi, xíu thôi nhé. Rồi, dàn bột ra một cái mình vuốt xuống luôn. Đó. Chút đã. Rồi, mình đưa một cục nhỏ nữa lên. Rồi, bây giờ mình chăm sóc cái phần cuticle này đi một chút xíu này. Đó. Đó, chăm sóc lại cái phần này đi. Đỡ hơn. Hello anh chị. À, đưa một chút clear lên nhé.
liền nó hơi chảy ra một chút ạ. Khi mình quay lại nhìn nó cũng ra gì đấy, đi tốt bóng lên ấy, thì nó sẽ như này này đó. Nói chung nó cũng hạ vào một chút xíu. Hello anh chị, làm đến cục vừa phải thôi, đặt lên đúng cái điểm số 2 này nhá. Anh chị nhớ nhá, những cái điểm đặt ombre làm sao cho nó đẹp ấy thì mình nên xác định trước. Rồi vuốt hai cái bên này ôm vào này. Đó, ôm nó gọn vào, và cái bề mặt này của mình phải thật là mịn này. Ôm vào. Em lười em không có rũa trước cái đầu này. Bây giờ em mới phải đắp bột ra thì em sẽ phải ôm lại gọn nó vào thì mình tạo cho nó. Thấy không? Đó. Thì tí nữa mình rũa nó nhàn hơn. Rồi mình đưa một cục đầu tiên nhỏ thôi để làm sao mình tạo được cái đường bay của nó đã. Rồi, dàn ra vuốt dài tay xuống. Vuốt bằng cái mũi bút này, dài tay xuống. Đó, thì mình lấy được cái độ bay của nó đã nhé. Cái phần trên này mình đưa cục thứ hai lên thì nó sẽ che phủ được. Cục thứ hai nên là mình nhỏ thôi, mình không cần to đâu ạ. Đó, nhẹ nhàng thôi. Rồi, mình vuốt xuống nhẹ này. Vuốt nhẹ xuống này. Nhẹ xuống này, đó. Thì nó sẽ được ngay cái phần này. Không? Bây giờ mình chăm sóc lại phần cuticle này một chút xíu nữa. Rồi, nó tràn ra thì mình sẽ vén nó vào. Đó. Anh chị có thể đi trên website ordercmsupply.com. Đó, màu của CM thì rất là dẻo. Bên này hơi thiếu một chút xíu này. Mình có thể cho thêm một chút xíu nhé. Nếu chung đắp những cái màu đậm này thì anh chị không phải ngại là mình thiếu hay là mình cần phải đủ đâu. Thiếu đâu thì mình sẽ bù đó. Đó, mình cứ thiếu đâu thì mình sẽ phù đó nhé. Hai nghe Phạm, Happy New Year. Hello anh chị em. Đó, anh chị em giờ là ăn Tết xong rồi đúng không? Giờ có thể vào. Rồi, đưa clear lên là mỏng thôi ạ, không cần phải dày đâu. Đó, vuốt nó xuống. Quan trọng là cái điểm này này. Nhìn trông nó bóng này, thấy không? Đó. Cái này nó bóng nhìn trông nó ảo ảo này thôi. Gọi là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà. Chào Phong. Đó. Bột màu đen của CM này rất là đắp rất là thích nhé. Và màu đỏ đắp rất là thích luôn. Nói chung là làm ombre thì anh chị cứ yên tâm là màu chỉ có một đập ăn quan thôi. Vuốt làm sao cho cái chỗ này thật là mỏng ra này. Ôm bột vào nhé, để làm sao cho nó gọn vào cái shape của mình đi đã. Ôm bột vào. Ra đây thì mình sẽ cắt nó đi và mình bo lại cái đầu này vào một xíu này. Đó, để mình tạo cho cái đầu này. Tí nữa mình rũa form almond nhé. Như này, không cần chạy mịn nữa. Đó, em nhìn thấy nó có bóng không? Rất là bóng đúng không? Chắc chắn là phải có chạy mịn rồi. Rồi, mình đưa một cục ở đây này. Rồi, khi này nó ướt đấy, anh chị nhớ nhé. Mình làm ombre càng ướt thì nó sẽ càng đẹp. Đó, càng ướt thì nó sẽ càng đẹp. Cục thứ hai thì mình không cần nó quá ướt đâu. Cục thứ hai thì mình cứ bình tĩnh thôi. Đó, đặt ngay nó ở cái điểm này. Cục này em lại lấy nó hơi có to rồi. Vuốt nhẹ xuống. Nhẹ thôi. Anh chị nhớ là mình làm ombre thì mình nên nhớ bằng làm bằng cái đầu mũi bút nhé. Đừng lấy thân bút. Thân bút mình sẽ kéo nó dài quá ấy. Mình chỉ dùng bằng cái mũi bút thôi. Để sao mình vuốt được. Đó. Nghiêng cái tay ra để làm sao mình ôm nó vào thôi ạ. Ôm nó vào thôi. Rồi, mình lấy một cục clear này. Nhỏ thôi, không cần to đâu ạ. Ra đây mình vuốt xuống cái bề mặt này đi. Gọi là một chút thôi, để làm sao mình phủ được cái bề mặt nhé. Cho nó mịn. Thấy không? Đó. Nó bóng, tí nó tốt bóng lên nó sẽ như này nè. Hello anh chị em. Chúc toàn thể anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng.
nhiều sức khỏe, tiền vô như nước. Đến lượt trên đấy, chết đi. Hương bị mất đền rồi, bố nó không dám làm. Rồi, mình ôm vào gọn gàng thôi. Hai hôn blue. Happy New Year bạn. Chúc bạn và gia đình một năm mới nhé, an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Đoạn này mình kéo nó hơi dài này, mình vuốt nó đi, khi nó còn ướt đấy mình vuốt đi. Màu của CM thì rất là đẹp đúng không chị? Anh chỉ lấy một chút thôi, họ thế mà chúng làm được. Dạ, em cảm ơn anh. Chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước nha anh nhá. Tiền mà đó, lấy một chút này, em dùng chiết sầu clear nhé thì nó sẽ có cái độ trong. À, anh chị có thể lên trên website ordercmsupply.com hoặc đến các supply gần nhất của CM. Hoặc ở châu Âu thì anh chị có thể liên hệ Facebook Bảo Lộc, Trần Lam, Văn Tài. Đó. Còn anh chị nào mà chưa tìm được những các bạn ấy thì có thể nhắn cho em. Em có thể tháp anh chị vào những người bán hàng. Đó. Các bạn sẽ chăm sóc cho, tư vấn cho anh chị về giá cả, rồi là về phương thức gửi hàng. Không, ôm nó nhẹ vào. Rồi, riêng cái màu đỏ mình lấy một chút thôi, chút xíu thôi nhé, nhỏ thôi, đặt ngay nó vào cái điểm lối này. Không, mình vuốt xuống này. Nhớ là vuốt bằng mũi bút thôi nhé. Khi nó bay quá xuống dưới dài quá thì mình vuốt nó lại này. Đó, để làm sao nó không bị mất đi được cái màu đen, nó vẫn còn cái màu đen nhé. Nhưng mà nó sẽ kéo dài xuống một chút xíu, nó nếm một ít thôi. Anh chị thấy màu đỏ đắp có thích không ạ? Đỏ đắp rất là thích luôn, bình tĩnh thôi. Màu CM rất là dẻo, cực kỳ dẻo luôn ạ. Nhớ là các màu đậm ấy, thì anh chị có thể làm sao mình phủ thêm một chút clear nữa vào, để làm sao để mình có thể giữ được những cái độ bay khi tí nữa mình rũa hoặc là mình chạy máy sẽ tốt hơn. Đó. Nói chung hai cái màu này thì cũng rất là khó để xử lý. Hai Bùi Trung, hai chúc mừng năm mới em, Happy New Year tất cả anh chị em. Anh chị em, mình lấy bằng cái mũi bút thôi nhé. Khi mình lấy bằng cái mũi bút đấy, làm sao mình tạo được cái đoạn này này. Tạo được cái đoạn bay này đã.
Happy New Year Quyền. Còn cái phần tre của cái phần lối này này, mình lấy thêm một chút này thôi. Mình vẫn đặt vào đây một chút xíu này. Mình chỉnh lại cái cuticle một chút xíu thôi, vuốt nhẹ đoạn này xuống. Đó, thì nó sẽ che được cái khớp cho anh chị. Cái làm ombre là khoai nhất là làm sao để mình che được cái khớp thôi. Làm sao cố gắng mình che được cái khớp đi là mình đã thành công rồi. Đó, đoạn này vẫn bị chút xíu này, em lấy nó hơi ít đi. Làm những cái màu đậm này cho anh chị nhớ là mình không cần phải quan trọng là lấy một cục hay là hai cục đâu. Quan trọng là làm sao ra cho nó nhìn cho nó vừa mắt là được. Nhiều cục cũng không sao. Đúng rồi, mượt luôn em. Nói chung là mượt như người làm luôn. Đó. Mà anh chị em nào mà muốn mượt ý, thì có thể nhìn trên website order sản phẩm của CM là anh chị sẽ cảm nhận được cái độ mượt của nó. Đó. Xong về tí nữa mình chụp ảnh thì mình photoshop lại một tí cho chỉnh sửa ảnh một tí, photoshop lại là nó lại đẹp ngay, lung linh ngay đúng không, kiểu nghệ thuật đánh trăng lừa dối à. Đó. Anh chị em nào mà chưa biết app chụp ảnh thì có thể thử dùng các cái app như kiểu là áp lực cuộc sống này, áp lực công việc này. Đó. Đó. Những cái app đấy tạo cho anh chị những cái bộ móng nó mịn màng hơn. Đó, anh chị nào mà chưa tải được các cái app đấy thì có thể liên hệ em nhé. Bảo đảm là chụp ảnh với cả quay phim thì nó gọi là nét luôn ạ. Thêm một chút nữa thôi, vẫn đặt vào cái điểm này. Rồi, nhưng mà mình chỉnh cái phần cuticle trước đã. Nhẹ nhàng thôi. Nói chung là anh chị mà làm ombre ấy, những màu đậm này, anh chị càng làm ướt ấy, nó càng chảy càng dẻo thì anh chị càng dễ làm nhé, cực kỳ dễ làm luôn ạ. Nếu mình mà làm khô, bột khô quá thì mình sẽ làm nó khó hơn. Riêng làm ombre nó càng chảy càng dẻo thì mình càng dễ, vì cái độ bay ấy, nó sẽ cao hơn. Thế đó, mình cứ ôm bột vào đã. Quan trọng nhất là làm ombre là anh chị phải ôm được bột vào. Chúc tất cả anh chị vào sau một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, tiền vào như nước. Thêm một chút rồi mình đặt ngay cái điểm lối này, nhẹ nhàng thôi nhé, rồi vuốt xuống này. Đó, thì bây giờ mình mới căn chỉnh được. Thank you.
Rồi, mình đặt lên khoảng đúng cái điểm số 2 này. Nói chung móng này thì nó cũng hơi có dài một xíu, nhưng mà ngắn quá mà làm cái hai cái màu này thì cũng khoai lắm ạ. Nó dài dài này nó còn đỡ. To này cũng vừa đủ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Một đen hai đỏ đúng không? Những bài một đen hai đỏ. Chỉ cần đen thôi, đỏ quên đi đúng không anh chị em? Thời tới rồi, cả không có kịp đâu. Đúng. Thì nó chụp ảnh thì nó lại gọi là thứ năm đó. À, hai màu được. Thôi xong. Crystal clear. Như anh chị. Trời ơi, nó dính mất ngón tay kia rồi, không để ý. Rồi, sang cái phần rúa rúa. Mình tách hai cái bên này ra nhẹ nhàng thôi. Phúc lích như tất cả anh chị em. Hai cái bên này mình rửa gọn vào một chút xíu thôi. Cầm nó thẳng tay ra một xíu thì mình chỉnh lại đầu này. Hãy cho mình nghiêng cái rửa vào này. Không biết, ai biết được tự nhiên xuống đây đi hay gì chứ, chịu không biết được anh em. Chờ còn nếm lượt. Hai anh Tuấn Anh, chúc anh và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Em chỉ cần chúc nhiều sức khỏe thôi ạ, có sức khỏe có tất cả rồi.
có sức khỏe nó coi như mình không có gì. Thành công hay không thì là do mỗi người, mỗi người có mỗi lựa chọn. Đó. Anh chị nhớ nhé, xếp mạng vậy thôi, mình phải rũa hai cái bên này trước đi đã, mình mới kéo được đường thẳng. Xong mình bo cái đầu này lại một xí nữa. Nghiêng tay vào một xí. Quay lại cái tay mình nhìn ha, cái xếp nó hôm nay hơi tù tù một tí, cái xếp này nó hơi tù túng một tí, không được thanh thoát lắm, tại vì sao, tại vì mình lười mà, mình không rửa xếp trước. Nhìn vào mặt này nè, sát thủ đấy. Rõ hai cái bên này, xếp này phải rõ hơn, mất công một tí, hai em lười quá nên mà giờ mình rõ nó nhiều. Nói lại là không làm được mỏng đâu. Không, con này xong rồi. Thế thì kệ các em cứ làm đi, bà ấy phải chờ mà. Kệ bà ấy đi. Dạ, em trùng đùng. Hỏi tờ... Cái gì nhỉ? Dạ.
Chita va thần là sung sen mi nuốt ra phê tịch. Ra nói bà ấy lúc nào cũng thích mỏng như sen lắc ấy. Thì đắp bột không thể nào mỏng như sen lắc. Đắp bột mà đòi mỏng như sen lắc thì chịu rồi. Happy New Year em. Rồi mình chỉ chuẩn bị để mình chạy nhẹ nhàng thôi. Không biết. Đắp bột màu. Không có sơn. Không có biết sơn màu đâu mà sơn màu làm gì. Đỏ đen đồ đắp bột hết. Anh chị theo mình chạy cái phần cây cổ này nhẹ nhàng thôi ạ. Không, con này là do mình. Bạn này hẹn là do mình ghi là nó hẹn là hôm thứ bảy là mùng 10 nghe chứ. Mình ghi cho mẹ nó thành 17. Mình ghi nó hẹn 17 giờ nhưng mình ghi mẹ vào ngày 17. Cái sổ của mình nó hẹn nó chuyển thì mình nó phải uy tín đi. Cái kia thì nó mở ra đâu mình không để ý, mình đang vội, mình mới hẹn nó bị nhầm, nó thành nhìn lại vì sao? Ok em, xóa chứ, video thì lúc nào anh nhìn lại rồi, anh không bao giờ anh xóa nhé, dù xấu dù đẹp thì nói chung là mỗi người một mắt nhìn thôi, mỗi người mắt nhìn thôi, dù xấu dù đẹp mình cũng để mà, không có sao cả. Không mà tay nghề mình nó chỉ được vậy nên là mình cũng chỉ có chia sẻ được như vậy thôi. Mình không có thể hơn được. Nên là anh chị em xem video thì nhặt nhạnh được cái điều gì thì mình nhặt nhạnh nữa. Thế em lên đây em chỉ gọi là mang tính chất để chia sẻ cho anh chị em tham khảo. Chứ không có ý gì dạy gì anh chị em cả. Thì 1.000 người thì có 1.000 cái cách làm khác nhau nên là mình tiền thật là món này mà gặp chị em thì các chị em thợ thì đúng là đi về ăn Tết luôn, khỏi làm luôn ấy. Hôm trước nên là đến bây giờ mình đắp ấy. Phải sửa nhiều quá.
anh chị đừng có lười như em nhé. Mình lười một chút là mình khổ luôn cái đoạn này luôn. Năm giờ đấy đúng không? Đó. Sáu rưỡi. Cho chúng vậy là tiếp sau. Giao lưu nhá. Chị cứ yên tâm, tí nữa em mà chụp ảnh xong thì em cho quả áp nó vào thì gọi là đố anh chị em tìm ra được luôn. Bây giờ em đang tạo áp. Áp này gọi là áp lực công việc. Chúc mừng năm mới ha Triệu Quyên. Happy New Year em. Đó. Nhưng mà trên này thì sự nhiều khi muốn like cho anh chị em lắm, nhưng mà nó phải gọi là chỉnh chu một chút. Đó. Tuy là có ẩu thật nhưng mà nó cũng phải nhìn nó được mắt. Nhưng mà mình nhìn nó được mắt thì là khách hàng của mình nó cũng phải được mắt. Đó. Xong nữa là xong rồi. Còn... ừ. Đúng không? Xem sổ xem. Thế? Anca ở đây nấy à? Đúng rồi, cái nhìn 5 giờ là đúng. Ừ, thì bảo 5 giờ là đúng rồi. Ừ. Nằm vào này xong là nằm vào đấy là vừa. Ừ. Mình còn khoảng tầm 4-5 cái hẹn nữa là kết thúc ngày mùng 1 của Việt Nam. Anh chị thấy không? Rồi, xong rồi. Xong rồi thì mình làm gì, mình sử dụng top quát của CM nhá. Anh chị có thể lên trên website order. Top này thì nó đi vào đâu thì gọi là nhớ người ở đấy luôn ý. À, nhìn như này nó đã gọi là ảo ảnh lắm rồi. Nói chung là anh chị mà muốn bộ móng lên nhìn cho nó lồng lộn ý, thì anh chị có một cái loại top quát làm sao để cho nó thật là bóng. Nó sẽ che được những cái khuyết điểm ở dưới này của mình. Ví dụ như cái bề mặt này của mình nó gồ ghề này, thì tốp bóng nó cũng giúp cho mình thêm khoảng tầm 20% cái công việc dọn dẹp lại những cái bề mặt, làm sao cho nó mịn, cho nó cân bằng, nó không bị gồ ghề nữa. Đó, đó cũng là một cái lý do. Nhìn không? Đấy, chị nhìn không? Đấy, ombre nó như này bôi tốp bóng lên, tốt quát nên như này là nó gọi là ok rồi.
Tại vì lúc làm ấy thì nhìn trông nó xấu xấu thôi ạ. Thôi anh cảm ơn Ánh Mùi nhá. Happy New Year em. Đó, anh chị phải nhìn trên website order nhá. cmsupply.com này. Lồng lộn luôn ạ. Đó, lúc đầu nhìn nó khắc khắc thế thôi, mình tốp lên nhìn nó ngon lắm. Nên là mới đầu này anh chị mà làm ombre ấy, anh chị nhìn cái lúc vuốt mà nó hơi kiểu là bị khắc khắc hay gì đấy thì khi đó bột mình ấy, nó chưa có xe anh chị nhá. Nên là đừng có sợ, mình phải kệ nó đi. Mình vuốt được ra là cái nhìn cái độ bay là ok rồi. Còn đừng sợ là nó có bay hay không hay bị khắc. Một tí nữa mình có thể làm tốc quát này, mình phủ cái đia lên ấy thì nhìn trông nó sẽ đỡ hơn. Tại vì phải khi nào đến hoàn thiện ấy thì nhìn nó mới ra được cái bộ móng, nhìn nó có bị nỗi hay không. Hơi có nhiều. Nhìn nó cũng ra gì thế? Dễ xuyên. Y mơ xuyên. Dạ. Đang có xuyên. Tham khảo khi mình làm ombre đỏ đen ha, sao cho nó nhìn nó cũng được một xíu đó. Rồi mình nhìn cái đầu này như này thôi, nhưng mà quay tay lại thì mình nhìn nó cũng ra gì đấy đó. Nó cái quay lại thì mình mới nhìn cái độ bay của nó chạy dài xuyên xít này. Rồi thì em sâu lại cho anh chị em. Đó anh chị nhìn không? Nó chỉ như này thôi ạ. Chúc toàn thể anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng. Rồi, em chào tất cả mọi người ạ.